Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Thuốc uống điều trị COVID-19 mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch. Quần tin từ giáo sư Trần Văn Thuấn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống và có thể đưa ra thị trường vào cuối năm nay đây là một tin vui với tất cả những người dân trên toàn thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Loại thuốc kháng virus có tên là Monopinavir của Mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 trong tương lai gần. Thuốc Monopi được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai công ty Revibel của Đức và Merck của Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất với hiệu quả 100% trên các bệnh nhân COVID-19. Sau 5 ngày, tải lượng virus của bệnh nhân đã xuống thấp tính ngưỡng không lây lan. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cũng đang gần đi đến trạng cuối với hiệu quả rất tốt. Dự kiến sẽ có kết quả ngay trong mùa thu năm nay. Nếu quá trình nghiên cứu suôn sẻ, thuốc Monopi có thể được đưa ra thị trường trong 4 đến 5 tháng tới. Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức chế sự sao chép của các virus RNA, trong đó có SARS-CoV-2 khiến cho virus không nhân lên và bị đào tải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến là nhức đầu, mất ngủ. Monopinavir được sử dụng dễ dàng qua đường uống, điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 giai đoạn đầu. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều mỗi ngày và duy trì 5 ngày ngay tại nhà. Nếu nghiên cứu pha 3 thành công, trong tương lai, việc điều trị SARS-CoV-2 sẽ giống như điều trị các loại cúm khác. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã chi khoảng 1,2 tỷ đô la để mua 1,7 liệu trình thuốc để sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19. Nếu kết quả thành công, FDA của Mỹ sẽ cấp phép cho các loại thuốc này. Từ tháng 3 năm ngoái, sau khi phát hiện hàng triệu con trồn bị chết hàng loạt tại các trang trại ở Hà Lan và Na la Uy do một chủng coronavirus, nhóm nghiên cứu đã cho trồn sử dụng thuốc Monopinavir và kết quả không phát hiện ra virus trong các con trồn bị bệnh sau 24 giờ. Từ kết quả đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục phát triển, nâng cấp thuốc và để thử nghiệm trên người. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, phòng thí nghiệm hetero của Ấn Độ cũng đang xin cơ quan quản lý cấp phép thuốc Montunilaver để sử dụng trong chương trình khẩn cấp sau khi nghiên cứu thử nghiệm ban đầu cho thấy thuốc có tác dụng giảm tỷ lệ nhập viện và tăng tốc độ hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 nhẹ kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung thuốc uống điều trị covid 19 mở ra hy vọng chấm dứt đại dịch. nguồn tin từ giáo sư Trần Văn Tuấn. đến đây là kết thúc. xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. xin kính chào tạm biệt. xin được hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.